Anh em thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái clip này cho anh em tham khảo anh em nhé. Đây là cái vệ sinh con lọc 2231. Đây là con này bác khách dùng hơn một năm rồi và nó bị cái tình trạng là bị chập chờn những cái nút này. Em nghĩ là nó bị bẩn thôi anh em nhé. Đây này, cái nút này em thấy là nó bị bẩn thôi. Chứ còn những cần pha đơ này tuy là bẩn nhưng mà nó có cái lớp che bụi này nó không bẩn đến mức quá anh em nhé. Thì em sẽ đây là rất là chắc chắn anh em nhé, phải cần pha đơ này tháo ra đấy, anh em nhìn có thể là rất là chắc chắn anh em nhé, rất là chắc chắn luôn. Đó, rất là khít. Đó, thì anh em có thể thấy là cái dòng này thì nhìn nó rất là đẹp đấy. Ở đây hai con IC quản lý đèn rất là ok này. Đó, anh em có thể thấy đấy, các thông số trên main của nó rất là rõ ràng. À, ok không ạ? Đấy, linh kiện rất là vẫn rất là đẹp anh em nhé. Linh kiện hầu như là sử dụng chiêu dán hết anh em nhé, sử dụng chiêu dán hết rất là đẹp. À, anh em có thể thấy ở bên em sẽ tháo hết ra để mà vệ sinh cho anh em, vệ sinh tụ nhôm anh em nhé, mang tới độ bền nó sẽ rất là cao. Đó. Đấy, nó bị cái chiết nó bị cái nút này thì chắc là tí em sẽ xịt vào, xịt dung dịch 530 anh em nhé. Đấy, anh em có thể lấy những cái cần gạt này, nó khá là khít, dùng khá lâu rồi nhưng mà nó vẫn khá là khít anh em nhé. Tôi lấy 530 đi thôi. Đấy, anh em có thể thấy. Đó, đây là cái main của nó, hai main anh em nhé. Con này con 2231 này thì nó có hai main. Đó, và đây là bên trong của nó, con này sử dụng có hai nguồn anh em nhé. Đó, này thì những cái này thì hầu như nó chả có lỗi gì đâu anh em nhé, chả có lỗi gì đâu. Thì mình vệ sinh đi thôi anh em nhé, vệ sinh. Con này thì nó bị cái tình trạng là nó bị chập chờn. À, bị chập chờn rất là khít anh em nhé, những cái cần này. Và anh em lưu ý là anh em sử dụng dung dịch 530 anh em nhé, 530 nhé, chứ không dùng RB7 đâu nhé, RB7 là hỏng luôn đấy. Đấy, anh em xịt vào những cái này. À, xịt vào. À, kể cả xịt vào những cái chiết áp này. À, rất là ok luôn. Và tí anh em sẽ ấn những cái chiết áp này, là chiết áp cũng là chiết áp bi, nó có những cái lỗ để tra dầu, tra mỡ, thì anh em có thể xịt ở đây này. Đấy, dung dịch 530 này là nó rửa thôi anh em nhé, chứ nó không bào mòn đâu anh em nhé. Bào mòn thì là RB7 thì nó mới bào mòn, còn 530 này nó không bào mòn đâu anh em nhé. 530 này nó rửa sạch, nó như nước nhưng mà cái loại này nó không dẫn điện anh em nhé, không dẫn điện này, rất là ok. Tí nữa sẽ cắm thử luôn cho anh em cùng xem. À, em sẽ phải đá đi đá lại một chút anh em nhé, đá đi đá lại một chút. À, xịt vào vệ sinh. Nói chung là cái dòng này thì nó rất là bền. Đấy. Đây là lâu lắm rồi mới có một con để mà bảo hành anh em nhé, lâu lắm rồi mới được con một con để bảo hành anh em nhé. Để bảo hành thì anh em phải biết, nói chung là hàng này nó rất là chất lượng anh em nhé, rất là chất lượng. À, rất là chất lượng luôn. Khách gọi gì? À, rất là chất lượng anh em nhé. Đấy, nên anh em cứ yên tâm sử dụng. À, rất lâu rồi mới có một con phải bảo hành. Đấy. Mà phải bảo hành cũng chả lỗi gì đâu, do là nó bẩn thôi, nó bẩn những cái này thôi. Thì anh em chú ý là anh em vệ sinh lại giúp em. Đấy. Thật ra thì nó đơn giản thôi anh em nhé, đơn giản thôi. Đấy. Đấy, con này thì nó khá là bẩn. Đấy, khá là bẩn, bên em sẽ phải tháo ra và vệ sinh lau hết lại những cái cần, kể cả những cái cần pha đơ này anh em nhé. Cần pha đơ này nó rất là bẩn này. Đấy, may là nó có một cái lớp nó giữ lại. Đấy, anh em có thể thấy là nó rất là khít. Đấy, rất là khít anh em nhé, rất là chắc chắn luôn. Đấy, rồi anh em. Anh em cứ xem video này của bên em nhé. Nhưng mà anh em lưu ý là anh em lấy cái lọ 530 này nhé, chứ không lấy RV7 đâu nhé. Lấy RV7 là vứt đi luôn đấy nhé. Đó, rồi, chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.